chào các bạn, hôm nay 13 tháng 7, Honda Winner X chính thức ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản đi kèm giá bán từ 46 triệu đồng cho bản thể thao, 49 triệu đồng cho bản Camo và 49,5 triệu đồng cho bản DM phanh ABS. Hậu tố X trên Winner mang ý nghĩa về một sản phẩm vừa chứa đựng sự bí ẩn, khơi gợi khám phá cho người sử dụng, vừa thể hiện mong muốn phá vỡ mọi giới hạn để đem đến cho người sử dụng những trải nghiệm đột phá. Về ngoại hình, Winner X cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ với thiết kế dựa trên nền tảng của những siêu xe thể thao. Điều này thể hiện rõ nét ở đường vát, đầu xe sắc nhọn, thân xe bề thế, đuôi xe vút cao cùng chi tiết tem đồ họa táo bạo. Winner X được trang bị cùng đèn pha LED phía trước đậm chất thể thao, cụm xi nhan hai bên thân xe có tạo hình độc đáo, mặt đồng hồ LCD dạng âm bản nhỏ gọn được tạo hình khối theo phong cách hiện đại, ống xả được rút gọn, cứng cáp và bề thế hơn. In xe được thiết kế phẳng hơn và tinh chỉnh, đem lại cảm giác thoải mái hơn cho cả người lái lẫn người ngồi sau. Một số điểm đáng chú ý khác trên Winner X bao gồm: gác chân bằng nhôm có thể gập lại, tay dắt sau có thiết kế tách rời, đĩa phanh hình lượn sóng. Trong khi đó, về tiện ích, Winner X sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý. Đầu tiên phải kể đến phanh ABS. Winner X là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc xe quân tay thể thao cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam được trang bị hệ thống trâm bo cứng phanh ABS cho bánh trước. Ngoài ra còn phải kể đến công tắc mở yên xe tích hợp với ổ khóa, giúp giảm bớt các thao tác khi điều khiển xe. Về động cơ, Winner X được trang bị khối động cơ mạnh mẽ hàng đầu phân khúc với hệ thống phun xăng điện tử PMG FI 150cc, 4 kỳ xi lanh đơn kết hợp cùng hộp số 6 cấp cam đôi DOHC 4 van làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 11,5 kW tại 9.000 vòng trên phút, mô hình xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Winner X sẽ chính thức được bán ra thị trường từ ngày 16 tháng 7 tới thông qua các head của Honda trên toàn quốc với thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Ngay sau màn ra mắt trước hàng vạn khán giả tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình bằng màn trình diễn công nghệ đỉnh cao, công nghệ trình chiếu ánh sáng 3D mapping trên mặt sân vận động có diện tích cực lớn với tạo hình chữ X độc đáo, Honda Việt Nam sẽ tổ chức hai sự kiện lái thử độc đáo với đường hầm trải nghiệm 4D tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 7 và Hồ Chí Minh vào ngày 20-21 tháng 7. Cùng với đó là chuỗi sự kiện trưng bày trên toàn quốc. Bên cạnh việc chính thức giới thiệu Winner X, Honda Việt Nam còn mong muốn mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng bằng chương trình trả góp hấp dẫn. Từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019, Honda Việt Nam hỗ trợ một trả góp Winner X với lãi suất đặc biệt 0%. Khách hàng chỉ cần trả từ 280.000 đồng mỗi tháng mà không mất bất kỳ khoản lãi nào, cùng thủ tục vô cùng đơn giản để có thể sở hữu mẫu xe Winner X.